Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh Xe 24 Giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho về một chiếc xe Honda CR-V bản L ạ. Nó xuất bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V anh em nhé. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản L đang có chương trình khuyến mại như nào. Thì phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 118 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 1 tỷ 019 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 99 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe Honda CR-V bản L này năm ấy nổi đang là 1 tỷ 108 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 305 triệu thôi ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 079 triệu. Trả góp đang là 276 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 097 triệu. Trả góp thì đang là 294 triệu ạ. Còn muốn giá tốt hơn hay khuyến mại như nào, tặng phụ kiện sao, chi tiết bánh như nào thì anh em có điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhiều nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m623, rộng là 1m855 ạ, còn cao là 1m679 anh em nhá. Đó, còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m660 ạ. Còn khoảng sáng cầm xe nó là 19,8cm em nhá. Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Đó, có đây giới thiệu cho em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Honda CR-V phiên bản 21 này thì cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất là sang trọng em nhá. Còn tiếp theo giới thiệu cho em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của nó thì có được thanh nẹp chrome rất là to bản, đúng phong cách ngôn ngữ của dòng xe Honda, là rất là sang trọng, thể thao và lịch lãm em nhá. Còn có đây giới thiệu cho em về phần cản trước. Cản trước nó như vậy, nó có thanh nẹp chrome rất là mạnh mẽ và sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Đèn rất là đèn full LED anh em nhá. Cả đèn cốt đến đèn phà đấy ạ. Dài đèn LED ban ngày nó rất là dài, tạo ra chiếc xe cảm giác nó sẽ sang trọng hơn, mạnh mẽ hơn và tinh tế hơn ạ. Đó, phần đèn gầm như vậy nó sử dụng là đèn full LED em nhá. Và phía dưới gầm này nó có thanh nẹp chrome chạy từ cụm đèn bên trái chạy sang bên phải, rất là sang trọng em ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này thì cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất là khỏe khoắn anh em nhá. Đó, còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe này. Bánh xe chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành của nó vành 18 anh em nhá. Phanh đĩa cho cả 4 bánh đấy ạ. Các tính năng an toàn đi theo xe gồm phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử ABD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp PA và rất nhiều các tính năng an toàn thì em xin phép sẽ được cuối video để giới thiệu cho em nhá. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, nó bằng đèn LED đấy ạ. Phía dưới này đó chính là đèn camera chiếu góc em nhá. Đó, khi mà mình sang đánh lái sang hay vào chuồng mới rất là tiện lợi đấy ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động em nhá. Đó, có rất nhiều các tính năng an toàn đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cánh bên sườn xe này. Bên sườn xe của chiếc xe này thì có thanh nẹp chrome phía trên về phía dưới, tạo ra chiếc xe nhìn rất là sang trọng ạ. Tay lắm cửa thì cùng màu thân xe cho cả 4 cánh cửa em nhá. Phía dưới này có thanh nẹp chrome ở phía dưới nhá, tạo cho chiếc xe cảm giác nó sẽ được trường xe hơn nhá, dài xe hơn, sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Honda CR-V bản L này thì được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất là sang trọng em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về bên trần xe này. Chiếc xe này nó sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em nhá, có anten với cá đấy ạ. Đó, đèn báo phanh trên cao này. Còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía sau này nó sử dụng đèn LED anh em nhá, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và lên trần xe. Cảm giác phần cụm đèn này nó sang trọng hơn,
tinh tế hơn và thể thao hơn anh em nhé. Đó, rất là sang trọng đấy ạ. Đấy, lối liên mạch giữa hai cụm đèn đó chính là thanh nẹp chrome em nhá. Thanh nẹp chrome rất là to bản đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cản sau này. Cản sau thì của nó sẽ là có cảm biến lùi 4 mắt này em nhá. Và có bô của nó là bô kép anh em ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tích hợp trên đấy sẽ là nó sẽ là có camera. Camera đằng sau này nhá. Đó. Chưa? Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu ở trong đô thị chiếc xe này đang là 8.9, ngoài đô thị đang là 5.7 và kết hợp trung bình chỉ có 6.9 thôi anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần nội thất này. Nội thất của chiếc xe Honda CR-V bản L này thì nội thất của nó toàn là không gian là màu đen hết em nhá. Bên cánh cửa như vậy, không gian nó là màu đen hết nhá. Các điểm nhấn đó chính là cái vân gỗ, cảm giác rất là sang trọng ở bên trong nội thất đấy ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần ghế này. Ghế của chiếc xe này nó sẽ là ghế da màu đen. Ghế được sẽ được chỉnh điện 8 hướng em nhá. Ghế chiếc xe này thì nó sử dụng đó chính là chất liệu là da màu đen, cảm giác rất là sang trọng ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai nó giống như hàng ghế đầu tiên em nhá. Nó là màu đen và bên cánh cửa nó có màu đen và các điểm nhấn đó chính là các vân gỗ ạ. Đó. Rồi em đi sâu vào bên trong. Hàng ghế thứ hai thì chiếc xe này có thể gập được 60-40 em nhá. Và hàng ghế thứ hai đó thì nhà có thêm được cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất mềm mại, tích hợp trên đấy sẽ có đàm thoại chỉnh tay này, điều chỉnh âm lượng này, cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này. Màn hình giải trí cho là màn hình cảm ứng 7 inch em nhá. Còn hệ thống điều hòa nó là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần hộp số này. Hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp em nhá, 1.5 vô cấp đấy ạ. Đó. Ở phía dưới này đó chắc là cái cổng điện thoại này. Đấy, phanh tay thì nó sử dụng phanh điện anh em nhá. Đó, và có sạc thông minh IQ nhá. Đó, còn đây là các cái cửa gió này. Đấy. Ok, giờ em sang phần động cơ để giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Honda CR-V bản G này. Có gì không? Em xin phép được giới thiệu cho em ạ. Đây em giới thiệu cho em về động cơ nhá. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 DOHC turbo. Đấy, 4 xi lanh thẳng hàng 16 van. Với công suất cực đại chiếc xe này thì nó đang là 188 mã lực trên cho 5.600 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 240 Nm trên cho 5.000 vòng trên phút anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết về các cái bên trong như sau. Đầu tiên đó chính là cái màu xanh này. Đó chính là nước rửa kính này, màu vàng này thì nó là nước làm mát anh em nhá. Động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, cổ hút để lên rất là cao rồi ạ. Còn đây là ác quy rất là to, cái khô nhá. Còn màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Honda CR-V bản N. Em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu cho em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn của chiếc xe Honda CR-V bản N này. Có những tính năng an toàn như sau. Có những hệ thống an toàn công nghệ tiên tiến Honda Sensing nhá. Gồm có đó chính là hệ thống giảm thiểu va chạm này, hệ thống đèn pha thích ứng này, kiểm soát hành trình này, đấy, giảm thiểu lệch làn này, hỗ trợ làn đường này. Đây là những tính năng cực kỳ tuyệt vời và rất tiên tiến cho các phiên bản mới đang áp dụng rất là nhiều ạ. Ngoài ra nó sẽ có là camera này, hỗ trợ làn đường này, hệ thống cảnh báo buồn ngủ này, đấy, hệ thống hỗ trợ đánh lái này, hệ thống cân bằng điện tử xe này, hệ thống kiểm soát được kéo này, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử ABD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA anh em nhá. Đó. Và chiếc xe này thì nó sẽ có ví dụ là đèn báo phanh khẩn cấp trên cao này, camera lùi này, cảm biến lùi này, chức năng khóa cửa tự động này. Về túi khí thì bài này nó sẽ có 6 túi khí anh em nhá. Đấy, nhắc dây an toàn này, khung xe thì hấp thụ xung lượng rất là tốt em nhá. Đó. Các chính năng an ninh như là có này, mã hóa động cơ này, chống trộm này. À, về màu sắc xe thì chiếc xe này có rất nhiều màu sắc cho em lựa chọn, như màu trắng mình đang xem này, màu ghi bạc này, màu titan này, màu đỏ này, màu xanh đậm và màu đen. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Honda CR-V bản N này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Honda
cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.